đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Châu Đốc tuân thủ theo cấp độ phòng chống dịch trên địa bàn. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 6 tháng 11, thành phố Châu Đốc ghi nhận 31 ca mắc mới. Trong cộng đồng 22, 8 trường hợp thuộc phường Châu Phú A, hai trường hợp tại khóm 4, một trường hợp tại khóm 5, một trường hợp tại khóm Châu Thạnh, 4 trường hợp tại khóm 7, 5 trường hợp thuộc phường Châu Phú B. 3 trường hợp tại khóm Châu Thới 1, 1 trường hợp tại khóm Châu Thới 2, 1 trường hợp tại khóm Châu Thới, 1 trường hợp tại khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, 2 trường hợp tại phường Vĩnh Mỹ, 1 trường hợp tại khóm Mỹ Thành, 1 trường hợp tại khóm Hòa Bình, 5 trường hợp tại khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Quân, 1 trường hợp tại ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế. Trong khu cách ly tập trung 9, khu cách ly trường Trung học phổ thông Châu Thị Tế 2, khu cách ly trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 1 khu cách ly trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang 6. Đến nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đầu đợt dịch là 916 ca. Trong đó, tái dương tính là 8, khỏi bệnh 442, tử vong 18. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 456, trong đó có 22 F0 mới và 109 F0 được điều trị tại nhà. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 8, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân 35 F0, Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân còn điều trị 11 F0 của quyền Phú Tân, 3 F0 của quyền Chợ Mới, 1 F0 của quyền Tri Tôn, 5 F0 của huyện Châu Phú, 1 F0 của quyền Tịnh Biên, 1 F0 của Thị xã Tân Châu. Trung tâm Y tế cơ sở điều trị 12, thực tế 14 người, do có 2 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0. Mẫu giáo Anh Đào 42, thực tế 44 người, do có 2 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó 6 trẻ em trường tiểu học A Vĩnh Quân 38, thực tế 41 người, do có 3 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 120, 6 trẻ em. Trường trung học phổ thông, dân tộc nội trú, 70, 4 trẻ em. Cách ly tập trung quản lý 424 người, 4.227 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 1.255 người và 4.455 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Trước yêu cầu mở cửa khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần hoạt động trở lại bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, các ca dương tính ghi nhận cộng đồng có xu hướng gia tăng trở lại, tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao như tài xế, công nhân, người đến từ tỉnh thành dùng dịch. Do đó, Ban chỉ đạo thành phố đề nghị các ban ngành địa phương Tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là phải luôn duy trì việc ứng trực phòng chống dịch 24 trên 24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Ban chỉ đạo các xã phường tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng và vai trò của lực lượng công an cơ sở trong quản lý, kiểm soát người từ địa phương khác về địa bàn, nhất là việc thực hiện khai báo, cách ly y tế theo quy định. Tổ chức tuần tra kiểm soát về thực hiện các quy định về phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, các địa điểm công cộng, các khu vực thường xuyên tập trung đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Đồng thời, Ban chỉ đạo thành phố kêu gọi nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp cùng chung tay góp sức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, đồng lòng ủng hộ các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch mà thành phố đang triển khai, thường xuyên nhắc nhở người thân và những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch hãy chia sẻ thông tin chính thống và đấu tranh với các thông tin sai lệch gây quan mang chi luận, tuân thủ đầy đủ thông điệp 5T. Đảng Quỹ quân sự thành phố châu đốc vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021. đồng chí lâm quang thi bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bí thư đảng ủy quân sự thành phố châu đốc chủ trì hội nghị. trong năm 2021 đảng ủy ban chỉ huy quân sự tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị nghị quyết của thành ủy của Đảng ủy quân sự tỉnh trong công tác quân sự quốc phòng địa phương đến cấp ủy chi bộ và từng cán bộ đảng viên. Lãnh đạo lực lượng vũ trang tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tổ chức huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách do dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo lực lượng vũ trang tham mưu quỹ ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tổ chức huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2026 của quỹ ban nhân dân tỉnh và triển khai kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021-2025, kế hoạch xử lý các tình huống và phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới, đường sông triển khai tình huống 3 trong phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn lãnh đạo phối hợp với đồn biên phòng vĩnh quân công an thành phố châu đốc chốt chặn đường mòn lối mở, tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới và nội địa. Tổ chức tiếp nhận công dân, bảo vệ khu điều trị và các khu cách ly trên địa bàn thành phố bảo đảm an toàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Tổ chức thông tin thời sự kết hợp với thực hiện ngay pháp luật, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa, tinh thần đúng quy định. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, 100% cán bộ chiến sĩ không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong các ngày cao điểm lễ Tết. Ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 do công ty cổ phần xe khách phương trang Futa Bird chi nhánh Châu Đốc hỗ trợ đến dự có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Theo đó, công ty cổ phần xe khách phương trang Futa chi nhánh Châu Đốc đã trao tặng 5 máy trợ thở HFNC, 50 máy tạo oxy, 500 lọ Remdesivir, 1.000 khẩu trang và 1.000 đồ bảo hộ với tổng trị giá trên 8,5 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi tiếp nhận trang thiết bị y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn gửi lời cảm ơn đến tập đoàn Phương Trang, công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futabus Line chi nhánh Châu Đốc đã hỗ trợ trang thiết bị y tế cho thành phố Châu Đốc. Đồng thời, khẳng định việc hỗ trợ của tập đoàn có ý nghĩa rất lớn, tiếp sức cho công tác điều trị bệnh và đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ y tế cũng như lực lượng tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của thành phố ngành y tế thành phố sẽ sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được hỗ trợ nhằm cứu giúp kịp thời các bệnh nhân COVID-19 và nhanh chóng dập dịch. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 CT trên TV của Bộ Chính trị khóa 12 về để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là phải phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp một cách thiết thực hiệu quả. Thực tế, trong 5 năm qua đã có nhiều tấm gương cán bộ đảng viên, trong đó có những người đứng đầu cấp ủy các cấp, trong đó có những người đứng đầu cấp ủy các cấp được nhân dân kính trọng, xã hội ghi nhận tôn vinh. Tuy vậy, trong cuộc sống hiện tại vẫn còn không ít cá nhân không giữ được mình, trở nên thoái quá, biến chất, xuống cấp đạo đức, thậm chí bị xử lý trước pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trước thực tế này, vừa qua, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 01 KL trên TVK ngày 15 tháng 5 năm 2021 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CT trên TVK ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, việc nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu các cấp phải được thể hiện rõ, cụ thể trên tất cả nội dung, từ việc nhỏ đến việc lớn. Cho nên, tổ chức đảng phải có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất năng lực để cán bộ đảng viên không ngừng tu dưỡng học tập gương mẫu trong công tác sinh hoạt hàng ngày có làm được như vậy thì cán bộ đảng viên người đứng đầu cấp ủy các cấp mới xứng đáng là công bộc của dân và làm đúng theo lời dạy của bác hồ kính yêu một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước Ngày 6 tháng 11, ông Cao Thanh Phong ở phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, đại diện bà La Kim Sáng, siêu thị Tứ Sơn, đến tặng quà hỗ trợ cho 44 đồng chí đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại 3 khu cách ly, trường Trung học Phổ thông Châu Thị Tế, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Phổ thông An Giang và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên. Tại các nơi đến, ông Cao Thanh Phong chia sẻ khó khăn với các đồng chí chiến sĩ, lực lượng đang làm nhiệm vụ ngày đêm tại khu cách ly trên địa bàn thành phố đồng thời động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch của địa phương. Dịp này, ông Cao Thanh Phong đã trao tặng tiền và 30 cái ấm đun siêu tốc cho các lực lượng tại 3 khu cách ly tập trung của thành phố, với tổng trị giá 10 triệu 500 ngàn đồng. Hội Liên nghiệp Phụ nữ Phường Châu Phú B vừa trao tặng 100 phần quà gồm gạo và rau củ quả cho các hộ gia đình có các trường hợp F1-F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn Khớm Châu Long 2, Phường Châu Phú B những phần quà được nhóm sang sẻ yêu thương vận động từ các mạnh thường quân đóng góp nhằm hỗ trợ các hộ gia đình yên tâm vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp với tinh thần đoàn kết cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh hội liên hiệp phụ nữ phường chợ phú bê tiếp tục kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ các nhà hảo tâm cùng sang sẻ đóng góp hỗ trợ để giúp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch những xuất quà thiết yếu giúp các hộ gia đình vượt qua khó khăn để chung tay cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp với dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, ngành y tế thành phố Châu Đốc cùng các đơn vị địa phương liên quan đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết. Hiện nay, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận 127 ca mắc sốt xuất huyết. Các địa phương có số ca mắc bệnh cao tập trung ở các phường Núi Sam, Dĩnh Mỹ, Châu Phú B và Châu Phú A. Đây là các địa bàn tập trung đông dân cư, đa số các nhà trọ có điều kiện sống khó khăn. Không đảm bảo vệ sinh là nơi lăng quăng mũi có điều kiện phát triển, phát hiện và xử lý 56 ổ dịch. Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế thành phố Châu Đốc đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quanh dùng khống chế bệnh, hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh mới, không để bệnh bùng phát ra diện rộng đồng thời phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan tăng cường công tác truyền thông trực tiếp tại cộng đồng tập trung hướng dẫn vận động người dân các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất số huyết diệt lăng quăng bọ gậy thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh nhà nhất là các vật dụng chứa nước Bên cạnh việc chủ động của các cơ quan chức năng, thì ngay từ bây giờ mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết, nâng cao ý thức tự bảo vệ, thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh bệnh, góp phần hạn chế số ca sốt xuất số huyết phát sinh những tháng cuối năm 2021. Trong tuần, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, Lê Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 11 huyện thị xã thành phố và 156 xã phường thị trấn trong tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã trao đổi góp ý đề xuất các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong công tác chỉ đạo, tổ chức phối hợp thực hiện tầm soát xét nghiệm thần tốc, sớm bóc F0 ra khỏi cộng đồng, việc chăm sóc điều trị kịp thời hiệu quả đồng thời thảo luận xây dựng các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe của người dân, từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng phù hợp linh hoạt với các nội dung theo nghị quyết số 128 trên NQCB của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, gắn chặt với tình hình thực tế của địa phương. Tính đến 8 giờ ngày 5 tháng 11, tỉnh An Giang ghi nhận 12.612 trường hợp nhiễm COVID-19, đã điều trị khỏi 8.451 trường hợp. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 67.000 người trở về tự phát từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Qua xét nghiệm đã phát hiện 1.256 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 4 tháng 11, toàn tỉnh đã tiêm gần 1 triệu 474 000 liều vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 93,32% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm một liều vaccine và 13,75% người được tiêm đủ hai liều. Trong tuần ban thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức lễ trao quy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2021. Trong đợt này ban thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã trao quy hiệu Đảng cho 8 đồng chí từ 30 đến 50 năm tuổi Đảng, bao gồm một đồng chí nhận quy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí quy hiệu 45 năm tuổi Đảng, hai đồng chí quy hiệu 40 năm tuổi Đảng và một đồng chí nhận quy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc Long Quang Thi nhấn mạnh, thời gian qua các thế hệ đảng viên đã góp phần vào thành tựu chung của thành phố, xây dựng thành phố Châu Đốc văn minh, xanh, sạch, đẹp. Việc trao tặng quy hiệu cao quý của đảng là sự ghi nhận trân trọng của đảng, nhà nước và nhân dân ta đối với sự công hiến đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của đảng. Đồng thời mong muốn thời gian tới các đồng chí nhận quy hiệu đảng tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ để thực hiện tốt nghị quyết đảng bộ các cấp đã đề ra, tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Châu Đốc phát triển bền vững. Cũng trong tuần, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức lễ trao quyết định cán bộ theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã trao quyết định giải quyết cho cán bộ thôi việc theo nguyện vọng đối với trưởng ban nhân dân Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc Nguyễn Phúc Hoang và bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban quản trị Long Miếu Núi Sam, chỉ định tham gia chi ủy giữ chức bí thư chi bộ ban quản trị Long Miếu Núi Sam nhiệm kỳ 2020-2025 điều động bổ nhiệm ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm chính trị thành phố châu đốc, huỳnh chí quanh giữ chức trưởng ban nhân dân thành ủy, chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ giữ chức bí thư đảng ủy khối giận nhiệm kỳ 2020-2025 và công nhận giữ chức chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố châu đốc khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024 điều động bổ nhiệm ủy viên ban thường vụ thành ủy bí thư đảng ủy phường châu phú a nguyễn thị hồng loan giữ chức trưởng ban tuyên giáo thành ủy giám đốc trung tâm chính trị thành phố châu đốc điều động thành ủy viên bí thư đảng ủy phường vĩnh mỹ huỳnh bụ toàn đến nhận nhiệm vụ tại đảng bộ phường châu phú a chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ giữ chức bí thư đảng ủy phường châu phú a nhiệm kỳ 2020-2025 và công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch ủy ban nhân dân phường châu phú a đối với ông huỳnh bửu toàn điều động thành ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy châu đốc lê hoàng mai đến công tác tại đảng bộ phường vĩnh mỹ chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ giữ chức bí thư đảng ủy phường vĩnh mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 và công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà lê hoàng mai điều động thành ủy viên trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố nguyễn hữu lợi đến nhận nhiệm vụ tại cơ quan ủy ban kiểm tra thành ủy điều động bổ nhiệm thành ủy viên trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huỳnh hương huyền giữ chức trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố châu đốc điều động bổ nhiệm phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố châu đốc tô nguyễn đào châu giữ chức trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thành phố chỉ định tham gia chi ủy, giữ chức vụ bí thư chi bộ phòng lao động thương binh và xã hội thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp nhận bổ nhiệm giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Châu Đốc Lê Thành giàu, giữ chức phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố, chỉ định tham gia chi ủy, giữ chức phó bí thư chi bộ phòng quản lý đô thị thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 điều động phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường núi sam nhiệm kỳ 2021-2026 lê hoàng phương đến nhận nhiệm vụ tại đảng bộ phường vĩnh quân chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức phó bí thư đảng ủy phường vĩnh quân nhiệm kỳ 2020-2025 điều động bổ nhiệm phó Chánh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố châu đốc diệp quang vũ giữ chức phó trưởng phòng kinh tế thành phố tiếp nhận bổ nhiệm nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Quân nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Hoàng Long, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Cũng trong tuần, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị lần thứ 6 bất thường để hiệp thương bầu cử chức danh Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024. Sau khi thông qua các văn bản giới thiệu của Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc về nhân sự hiệp thương cử chức vụ Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Châu Đốc khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024, hội nghị đã giới thiệu hiệp thương thống nhất bầu ông Huỳnh Chí Quanh, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2019-2024 chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư đảng ủy khối giận nhiệm kỳ 2020-2025 thay cho ông Nguyễn Phúc Khoan, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, bí thư đảng ủy khối giận được nghỉ việc theo nguyện vọng từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Cũng trong tuần, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp về thực hiện công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Với phương châm, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất nhằm tạo miễn dịch cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thành phố Châu Đốc đã quy động toàn lực lượng, bao gồm cán bộ, y bác sĩ, công an, dân quân, thanh niên và giáo viên cùng tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng toàn dân, đảm bảo tiêm kịp thời đúng đối tượng, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng. Theo báo cáo của CDC tỉnh, tính từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 3 tháng 11 năm 2021, thành phố Châu Đốc đã tiêm vaccine COVID-19 cho 81.962 người dân Châu Đốc từ 18 tuổi trở lên. Trong đó có 13.020 người đã hoàn thành tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ bao phủ là 99,69%. Dự kiến ngày 6 và ngày 7 tháng 11 năm 2021, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục triển khai tiêm vét vaccine COVID-19 mũi một cho các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng và các đối tượng là người từ 65 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạng tính, phụ nữ mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là một trong những biện pháp hữu hiệu trong việc khống chế tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19. Trong tuần, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao 700 túi an sinh công đoàn cho 15 công đoàn cơ sở, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc đã trao 700 túi an sinh đến tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Mỗi túi an sinh gồm gạo, thực phẩm thiết yếu trị giá 200.000 đồng, với tổng trị giá là 140 triệu đồng, từ nguồn của Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ trong đó hỗ trợ trao tặng cho đoàn viên người lao động tại công ty cổ phần may diệt mỹ là 231 túi an sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn tứ sơn châu đốc siêu thị tứ sơn là 146 túi an sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn hùng cường 36 túi an sinh và 287 túi an sinh công đoàn trao cho đoàn viên người lao động của 13 công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố. Những phần quà giá trị tuy nhỏ nhưng đã kịp thời động viên người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý và ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh trên các tuyến đường, tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn tỉnh An Giang đã tổ chức 190 ca tuần tra kiểm soát, có 884 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua công tác tuần tra, đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra 1.510 xe và phát hiện 191 trường hợp vi phạm. Trong đó có 43 trường hợp không giấy phép lái xe, 46 trường hợp chạy quá tốc độ. Lực lượng đã ra quyết định tạm giữ 66 phương tiện, tước 22 giấy phép lái xe, Ngoài ra, lực lượng tuần tra đã phát hiện và lập biên bản 13 trường hợp vi phạm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng cảnh sát đường thủy tỉnh An Giang đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông Tiền và sông Hậu, góp phần ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh. Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, lực lượng cảnh sát đường thủy tỉnh An Giang tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 337 phương tiện, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 298 phương tiện, lực lượng đã phối hợp thực hiện tổ chức các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Tại các tuyến sông Tiền và sông Hậu, kết quả đã kiểm tra 3.867 phương tiện với 8.711 thuyền viên và người đi trên phương tiện, thực hiện test nhanh 2.044 trường hợp, tất cả đều có kết quả âm tính. quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc được đánh giá là cấp độ 3. Trước tình hình này, các doanh nghiệp và người dân đặt ra vấn đề về việc sản xuất kinh doanh trên địa bàn sẽ hoạt động như thế nào? Thành phố Châu Đốc đã từng bước thực hiện tháo bỏ giãn cách xã hội, chuyển sang thực hiện nghị quyết số 128 trên NQCB của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 nhằm vừa kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và hoạt động sinh hoạt của nhân dân. Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng có xu hướng tăng, tập trung chủ yếu là trong hoạt động kinh doanh mua bán tại các chợ trên địa bàn. Đây là nơi tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 cao trong cộng đồng do tập trung đông người. Trước tình hình này, các doanh nghiệp và người dân đặt ra vấn đề về việc sản xuất kinh doanh trên địa bàn sẽ hoạt động như thế nào. Để thích ứng với các cấp độ dịch mới, thành phố châu đốc đã hướng dẫn hoạt động của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố theo cấp độ dịch theo đó đối với siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tiện lợi cửa hàng bán lẻ phải thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Phải trang bị các thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, bảo đảm quy định khoảng cách an toàn tại các khu vực, kiểm tra giám sát các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời lưu giữ thông tin khách hàng để phục vụ công tác điều tra truy vết khi có tình huống xảy ra. Nhân viên, người lao động và khách hàng khi tham gia giao dịch mua bán phải được tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc là người đã khỏi bệnh COVID-19. Tất cả các lái xe, nhân viên giao hàng nội thành phải được tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc là người đã khỏi bệnh COVID-19. Trường hợp chưa tiêm hoặc đã tiêm một liều vaccine thì phải có chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. Đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối, tăng cường thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch và có kế hoạch phương án phòng chống dịch tại các chợ. Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra giám sát các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, trang bị các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, bảo đảm vệ sinh môi trường phòng chống dịch tại các khu vực chợ, triển khai phân luồng một chiều, lối dạo và lối ra riêng biệt nhân viên, người lao động và khách hàng tham gia mua bán tại các chợ phải được tiêm đủ hai liều vaccine hoặc là người đã khỏi bệnh COVID-19. Thực hiện quy định về giãn cách, giao dịch an toàn, bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu 2m 2 mét giữa hai người kế cận, kiểm soát số lượng khách ra vào để tránh ủng ứ, tạo vách ngăn giữa các quầy hàng và giữa người bán với khách hàng. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động tham gia sản xuất phải được tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc là người đã khỏi bệnh COVID-19, đồng thời tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người lao động 3 ngày trên một lần. Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho các cơ sở kinh doanh như ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ đều phải thực hiện nghiêm quy định này, nhất là nhóm người có nguy cơ cao tiếp xúc nhiều. Riêng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại sau thời gian ngừng hoạt động, phải thực hiện test nhanh kháng nguyên âm tính SARS-CoV-2 cho toàn bộ người lao động trước khi vào làm việc. Kiểm soát mật độ người lao động ở các phân xưởng và khoảng cách giữa hai người lao động từ 2m trở lên, trường hợp không bảo đảm phải có giách ngăn giữa hai người lao động hoặc người lao động có sử dụng kính che giọt bắn. Hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Châu Đốc đang từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Đây là tín hiệu vui, báo hiệu nhịp sống bình thường mới đang trở lại với thành phố Châu Đốc. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Châu Đốc tuân thủ theo cấp độ phòng chống dịch trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, đồng bào dân tộc và tín đồ các tôn giáo trong tỉnh An Giang đã và đang có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng bào dân tộc và tín đồ các tôn giáo luôn chung sức đồng lòng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành quả chống dịch. Thời gian qua, An Giang triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của nhà nước, nghị quyết chỉ thị của Đảng về công tác dân vận thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc tôn giáo, tuyên truyền vận động đồng bào không nghe lời xúi dục của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc để chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo, tuyến biên giới được giữ vững các hoạt động lễ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số được các ngành chức năng quan tâm hướng dẫn tổ chức vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 an toàn, vừa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Ban dân vận tỉnh ủy, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, tuân thủ pháp luật. An Giang có đông đồng bào dân tộc tôn giáo có đường biên giới dài khoảng 100 km tiếp giáp Campuchia, nên công tác tuyên truyền vận động cảnh giác trước các âm mưu của thế lực thù địch, đảm bảo quốc phòng an ninh luôn được chú trọng. Thông qua tuyên truyền và dân vận chức sắc chức diệt, các tín đồ tôn giáo nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của đảng và pháp luật của nhà nước, các dịp lễ Tết, lãnh đạo Đảng chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức tôn giáo thăm hỏi chúc Tết, tạo mối quan hệ gần gũi, đoàn kết, gắn bó thân thiện. Trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở thờ tự chấp hành tốt khuyến cáo của chính quyền, không tổ chức sinh hoạt tôn giáo đông người. Giai đoạn giãn cách xã hội, tất cả các cơ sở tôn giáo trong tỉnh đã tạm ngừng mọi hoạt động nghi lễ tôn giáo tập trung đông người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các tổ chức tôn giáo phát huy tốt vai trò nồng cốt cùng chính quyền tham gia vận động, hỗ trợ người dân đồng bào có đạo gặp hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, vận động nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 122 tỷ đồng. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các tổ chức tôn giáo đã vận động đồng bào tôn giáo đóng góp, ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng và đang tiếp tục triển khai. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo tỉnh có thư kêu gọi các tổ chức tôn giáo đoàn kết chung sức đồng lòng đẩy lùi đại dịch Covid-19. Các tổ chức tôn giáo, các chức sắc chức diệt, nhà tu hành và tín đồ phát huy tinh thần nhân dân, bác ái của các tôn giáo, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch Covid-19 do Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, cộng đồng các dân tộc tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp đồng hành hỗ trợ lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tham gia hiệu quả các mô hình như gian hàng không đồng chuyến xe không đồng hài an bao gồm an ninh trật tự an sinh xã hội và trực tiếp hỗ trợ sức ăn nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở nơi phong tỏa rất nhiều cá nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số, Hoa, Chăm, Khmer và bà con tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện góp tiền hoặc huy động người thân bạn bè chuẩn bị phần ăn phát cho người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trong thời gian giãn cách xã hội. Thông qua các mối quan hệ đồng bào các dân tộc còn tranh thủ vận động quyên góp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở địa phương với tinh thần tốt đời đẹp đạo trong giai đoạn bình thường mới các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tiếp tục dẫn động bà con chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch của địa phương dẫn động gia đình có người thân đang làm ăn xa không được tự ý về địa phương khi không được các cấp ngành cho phép tránh làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng đặc biệt không nghe theo lời xúi dục của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc để chống phá công cuộc phòng chống dịch gây chia rẽ đại đoàn kết toàn dân tộc không dược biên trái phép và kịp thời khai báo người về từ dùng dịch Quý vị và các bạn vừa nghe bài An Giang, đồng bào các dân tộc tôn giáo đoàn kết đồng lòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng trạm y tế phường Vĩnh Mỹ luôn xác định công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở là quan trọng, góp phần giảm tải bệnh nhân lên tuyến trên. Hàng năm, trạm làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với các ban ngành đoàn thể để mạnh tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Trạm Y tế Phường Vĩnh Mỹ thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trạm Y tế Phường Vĩnh Mỹ có 7 nhân viên, 29 công tác viên. Thời gian qua được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể đảng viên, nhân viên trạm y tế phường đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác y tế tại địa phương. Thực hiện tốt công tác chuyên môn, chủ động giám sát và phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm kịp thời, không để xảy ra dịch lớn tổng số lần khám bệnh gần 11.140 lượt. Hiện tại, trạm y tế phường Vĩnh Mỹ có 10 giường bệnh với nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân nội ngoại trú, làm công tác dự phòng và thực hiện các chương trình y tế. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp các ngành, trạm đã được đầu tư cơ sở vật chất với đầy đủ các phòng chức năng theo yêu cầu rộng thoáng mát. Đội ngũ cán bộ, nhân viên bao gồm 7 người, trong đó có 2 y sĩ đa khoa, một nữ hộ sinh, một điều dưỡng nhà, hai dược sĩ, một nhân viên dân số. Hàng tháng, trạm đều tổ chức giao ban triển khai công tác chuyên môn và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa phương, tập thể cán bộ viên chức trạm y tế phường Vĩnh Mỹ luôn đoàn kết chủ động, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương. Đối với công tác phòng chống dịch, Trạm y tế phường đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2021, xây dựng kế hoạch giám sát dịch và thực hiện giám sát các ổ dịch, các bệnh có nguy cơ gây thành dịch. Nhờ đó từ đầu năm đến nay, trạm luôn làm tốt công tác phòng chống dịch và không để xảy ra dịch bệnh. Các chương trình y tế được triển khai đồng bộ và đạt các chỉ tiêu được giao như chương trình phòng chống sốt xuất huyết, sốt rét, phòng chống phong, bệnh tay chân miệng, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai với sự tham gia tích cực của các ban ngành đoàn thể trong công tác kiểm tra giám sát, tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm. Chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện tốt tiêm phòng bệnh truyền nhiễm cho trẻ em, tiêm ngừa VAT cho chị em phụ nữ có thai và thực hiện các chiến dịch tiêm ngừa khác. Chương trình giáo dục sức khỏe lồng ghép vào các chiến dịch tuyên truyền những bệnh tật, dịch bệnh nguy hiểm để nhân dân nhận thức và có thái độ thay đổi hành vi. Công tác phòng chống HIVS cũng được đẩy mạnh thông qua các buổi tuyên truyền, tỷ lệ người dân hiểu biết về đường lây truyền và cách phòng tránh HIVS ngày càng cao. Từ đầu năm đến nay, trạm đã khám và điều trị cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế 184 lượt người, khám dịch vụ 140 lượt người ngoài việc điều trị các chứng bệnh bằng thuốc tây y đội ngũ y sĩ cũng khuyến khích bệnh nhân sử dụng các biện pháp điều trị bằng y học cổ truyền và sử dụng cây thuốc nam để điều trị các chứng bệnh thông thường bên cạnh đó công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ em luôn được chính quyền địa phương và cán bộ nhân viên y tế trạm đặc biệt quan tâm Số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ mũi theo quy định đạt 100%. Khám sàng lọc tiêm chủng đạt 2.235 lượt. Số trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi uống vitamin A được 446 lượt. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được theo dõi khám định kỳ đạt 95%. Chương trình phòng chống các loại dịch bệnh, trạm chủ động giám sát và phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm kịp thời, không để xảy ra dịch lớn. Hàng năm đều tổ chức khám và quản lý 100% học sinh trường mầm non, khám sức khỏe học sinh tiểu học và trung học cơ sở được 665 lượt. Công tác dân số được quan tâm đẩy mạnh, Trạm y tế phường chủ động phối hợp với cán bộ dân số triển khai các biện pháp giảm tình trạng sinh con thứ ba, tảo hôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như truyền thông trên hệ thống truyền thanh của phường, phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp cùng với đó trạm y tế phường cũng tổ chức tốt công tác theo dõi quản lý sức khỏe tại nhà đối với một số bệnh nhân bị lao góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân tại địa phương với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, trạm y tế phường Vĩnh Mỹ luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình. Qua đó, trạm luôn đề cao và thực hiện đầy đủ công tác tiêm chủng mở rộng, bởi đây là một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất để bảo vệ cho người tiêm không mắc bệnh, phòng được bệnh khi tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm và ngăn chặn xảy ra các vụ dịch lớn trên địa bàn. Bằng những hoạt động và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ tại trạm, trạm y tế phường Vĩnh Mỹ luôn kiểm soát tốt, không để dịch bệnh nghiêm trọng nào xảy ra. Sức khỏe của nhân dân được đảm bảo, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường, đồng thời từng bước nâng dần chất lượng chuyên môn về công tác khám chữa bệnh cũng như về công tác y tế dự phòng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường đoàn Vĩnh Quân đã đạt được nhiều kết quả rõ nét. Công tác tuyên truyền giáo dục được quan tâm đẩy mạnh, các phong trào hành động cách mạng được tổ chức ngày càng đa dạng và tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên. Các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi được duy trì tổ chức thường xuyên, công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng được chú trọng nâng cao phường đoàn đã có những giải pháp việc làm cụ thể, thiết thực tham gia tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Thông qua chương trình tình nguyện mùa đông năm 2020, xuân tình nguyện năm 2021, phường đoàn tổ chức gian hàng không đồng tại Ban Khớm Dịnh Chánh 2, qua đó phát hơn 1.000 bộ quần áo, giày dép, cặp sách và 60 phần quà, bao gồm gạo, mì, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước tương cho hộ cận nghèo khó khăn trên địa bàn phường phối hợp với tổ từ thiện khóm Vĩnh Chánh 2 thực hiện gia cố tuyến đường nội đồng Bảy Thôi với chiều dài 1 km, bê tông 180 m đường dân sinh tại lối thoát hiểm khu dân cư khóm Vĩnh Chánh 3 có 30 đoàn viên thanh niên, chiến sĩ và nhân dân tham gia. Ra quân vệ sinh môi trường, lập lại trật tự lòng lề đường tuyến đường Tuy Biên, Phan Xích Long và Nguyễn Hữu Trí được 8 cuộc và có 140 đoàn viên học sinh tham gia ra quân trồng 1.300 cây xanh giúp tạo bóng mát và tạo mỹ quan đô thị, giúp giữ đê chống sạt lở. Phối hợp với trạm y tế, hỗ trợ người dân đi làm ăn xa trở về địa phương, thực hiện khai báo y tế, tham gia hỗ trợ 3.000 người làm căn cước công dân. Thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, phường đoàn đã triển khai thực hiện mô hình làm mặt nạ ngăn giọt bắn để tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch trung tâm y tế thành phố Châu Đốc, trung tâm cách ly, người bán vé số và các tiểu thương trên địa bàn thành phố được 2.500 cái mặt nạ và 600 cái khẩu trang, 100 tay giả với tổng số tiền trên 8 triệu đồng. Tham gia tổ tình nguyện hỗ trợ mua nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân trên địa bàn phường với số lượng là 5.339 đơn hàng, vận động hỗ trợ gian hàng không đồng, 1 tấn rau củ, giúp nông dân tiêu thụ nông sản là 1,2 tấn bắp. 300 kg nhãn, 30 kg cải ngọt, 100 kg mướp và 5.000 kg dưa leo. Thông qua mô hình bữa ăn 9 giờ tối đã hỗ trợ được 1.471 suất ăn đêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra thăm hỏi động viên và tặng 5 phần quà cho gia đình cựu cán bộ đoàn, thanh niên yếu thế và người già neo đơn hỗ trợ cho 81 hộ có bé dưới 24 tháng tuổi, mẹ bầu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai hộ có khó khăn đột xuất và hỗ trợ kinh phí cho lực lượng bốn khóm với tổng số tiền trên 30 triệu đồng từ nguồn xã hội quá. Công tác đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế đang từng bước được khẳng định. Nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố duy trì 5 tổ tiết kiệm và dây vốn với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng giải ngân cho 45 hồ sơ dây, hỗ trợ một mô hình thanh niên làm kinh tế với số tiền 40 triệu đồng để thực hiện mô hình trồng hoa dạng thọ và cho thuê rạp cưới. Cất và bàn giao nhà nhân ái cho đoàn viên yếu thế đoàn Chí tình ở khóm Vịnh Chánh Ba với tổng số tiền 54 triệu đồng. Công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhi được quan tâm đúng mức, đặc biệt là đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua chương trình San sẻ yêu thương nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, chương trình Trung thu yêu thương đã phát động tổng cộng 180 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để tạo điều kiện cho học sinh nghèo trên địa bàn được cấp sách đến trường, phường đoàn tặng 16 bộ sách giáo khoa và 2 bộ đồng phục cho một học sinh nghèo mồ côi và tặng 15 phần quà cho trẻ em nghèo. Nhận đỡ đầu cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng trên một năm trao 4 gốc học tập cho 4 em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn với tổng số tiền trên 3 triệu đồng. Hỗ trợ đột xuất cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em được 300.000 đồng và tặng 600 quyển tập cho các em học sinh các trường học trên địa bàn nhằm động viên khuyến khích cho các em cố gắng vượt qua khó khăn, dương lên trong học tập. Cùng với sự phát triển của phong trào, công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng đoàn viên, hội viên từng bước được nâng lên. Trong năm 2021, toàn phường có 130 đoàn viên, 392 hội viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa phương là 65,46% các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường đoàn vĩnh quân đã có bước phát triển mới rõ nét đi vào chiều sâu có sức lan tỏa lớn các phong trào của đoàn đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia tạo được dấu ấn tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân và đoàn viên thanh niên góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển chính trị kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn phường Quý vị và các bạn vừa nghe bài Phường đoàn Vĩnh Quân những kết quả nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt.